điều khiển tàu vào ga chậm một phút nên bị trừ lương 0,5 đô la Mỹ. Một lái tàu ở Nhật Bản cho rằng mình bị tổn thất tinh thần nên đã khởi kiện công ty đòi bồi thường khoản tiền là 19.470 đô la Mỹ. Theo đơn kiện, người lái tàu được giao nhiệm vụ điều khiển đoàn tàu chống đến nhà ga ở Okayama, miền tây của Nhật Bản, nhưng đã đi nhầm vào sân ga. Sự cố khiến tàu đến ga muộn một phút so với lịch trình. Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản lúc đầu cắt giảm, cắt giảm 85 yên tiền lương của lái tàu, nhưng sau đó đã đồng ý giảm xuống còn 56 yên, sau khi lái tàu đưa vụ việc lên văn phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động Okayama. Công ty lập luận rằng trừ lương là hợp lý vì lái tàu bị xem là không làm việc trong thời gian lịch trình tàu bị trì hoãn nhầm lẫn và áp dụng nguyên tắc không làm việc không có lương. Tuy nhiên, nhân viên lái tàu trên đã đệ đơn kiện hồi đầu năm nay, lập luận rằng chậm trễ là lỗi nhỏ và lẽ ra ông không nên bị coi là không làm việc trong một phút đó. Ông cũng nhấn mạnh, sự cố không gây ra ảnh hưởng thực sự vì ông điều khiển tàu chống. Thưa quý vị, từ lâu Nhật Bản đã nổi tiếng khắp thế giới về mức độ an toàn chính xác đến từng giây của những con tàu cao tốc. Ngành đường sắt nước này đã cúi đầu xin lỗi hành khách vì để số thời gian trễ chuyến trong cả năm 2012 là 36 giây. Năm 2018, đường sắt Nhật Bản cũng đã phải xin lỗi hành khách vì đã cho tàu rời bến sớm hơn dự kiến 3 giây, khiến nhiều người bị trễ chuyến. Ngoài ra, kể từ khi thành lập, tàu cao tốc Nhật Bản đã đạt được kỷ lục 49 năm liên tiếp không để xảy ra tai nạn chết người khiến hành khách tử vong. Điều này được giữ vững ngay cả trong điều kiện mưa bão hay động đất.